ngay cả bác sĩ như mình hoặc là những cái bạn đồng nghiệp của mình cũng thế, các bác chỉ ứng dụng chủ yếu là hai cái bước quan trọng nhất trong cái quá trình vệ sinh răng miệng thôi. Tại vì sao, là một cái chủ đề mà rất là gần gũi và rất là được nhiều chuyên gia chia sẻ rồi, thế nhưng bác sĩ Sơn rất là muốn chia sẻ lại với các bạn cái nội dung này. Bởi vì khi mà chúng ta lên mạng, chúng ta lướt hoặc là chúng ta xem những cái video kênh YouTube của những cái nhà sĩ chuyên gia khác thì chúng ta đều thấy là các bác sĩ đều hướng dẫn chúng ta cái phương pháp vệ sinh khá là chuyên sâu, nó gồm 4 bước là đánh răng này, rồi dùng chì tơ, rồi dùng nước súc miệng, rồi dùng tắm nước. Thế nhưng thực tế đời thường chúng ta hàng ngày này, chúng ta có áp dụng được 4 bước này trong cái quy trình vệ sinh răng miệng hàng ngày không? Tôi khẳng định các bạn rất ít người làm được cái việc này thường xuyên và liên tục, ngay cả bác sĩ như mình hoặc là những cái bạn đồng nghiệp của mình cũng thế. Các bác chỉ ứng dụng chủ yếu là hai cái bước quan trọng nhất trong cái quá trình vệ sinh răng miệng thôi. Và ngày hôm nay bác sĩ Sơn sẽ chia sẻ cho các bạn làm tốt hai bước này, nó kết hợp với lại 6 tháng định kỳ các bạn lấy cao răng một lần là ok với các tình huống răng miệng nó không có gì đặc biệt. Đầu tiên là vì sao chúng ta phải đánh răng, đúng không? Lý do đánh răng là vì người ta nghiên cứu rằng là sau khi ăn ấy, màng bám sẽ có mặt ở trong cái bề mặt chân răng của bạn là sau 2 tiếng. Sau 2 tiếng thôi là màng bám đã có rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là để màng bám mà hình thành được thành cao răng đám lên bề mặt chân răng của các bạn thì cần 24 giờ. Vậy là 2 tiếng thì hình thành màng bám nhưng 24 giờ thì hình thành cao răng. Mà cái thành phần vây viêm lợi và viêm quanh răng ấy, thì chủ yếu là cao răng và thậm chí là cao răng dưới lợi thôi. Suy ra chúng ta chỉ cần đánh răng một lần một ngày là ok, một ngày một lần là đã ngăn cản được cái việc hình thành màng bám và cao răng rồi. Thế nhưng tuy nhiên rằng là các bạn sẽ thấy là hầu hết là mọi người đều khuyên là một ngày 2 lần 3 lần. Là vì sao? Là vì thực ra là chúng ta đánh nhiều hơn là để đảm bảo là tất cả các mặt răng đều được trải kỹ. Tại vì là chúng ta hiểu rằng là chúng ta mà đánh một lần thôi thì có thể là sẽ có một vài chỗ nào đó chúng ta đánh sót, thì chúng ta sẽ đánh thêm lần hai là chúng ta sẽ có thêm những cái điểm mà sót đấy có thể là đánh được hoàn thiện ở những lần hai, thậm chí ở lần thứ ba nữa. Thế tuy nhiên rằng là thông thường thì chúng ta sẽ đánh vào 2 lần là ok, một vài lần vào buổi sáng và một lần buổi tối. Liệu chúng ta nên đánh răng sau ăn hay là trước ăn? Nếu mà chúng ta đánh răng mà ngay sau khi ăn ấy thì nó không tốt cho men răng, bởi vì là ngay sau khi ăn ấy thì nước bọt chúng ta sẽ có axit, nó sẽ tiêu hóa thức ăn và nó sẽ làm cái men răng nó yếu hơn một chút. Vậy nên người ta muốn là sau 30 phút ăn cái nước bọt cái men răng của mình nó đã có hoặc lại bình thường rồi thì mình mới nên đánh răng. Đấy, thế tuy nhiên chúng ta cũng không nên cứng nhắc. Nếu mà buổi sáng mình hình dung mà nếu mà cứng nhắc là đánh răng sau ăn thì nghe rất là khó thực hiện, bởi vì ngay sau khi mà chúng ta dậy thì hầu hết là chúng ta có cái hơi thở rất là khó chịu, rồi miệng chúng ta có rất là nhiều đờm dãi và chúng ta muốn có một cái ngày làm việc nó tích cực, nó năng lượng, chúng ta thường phải đánh răng. Đây là cái thói quen chúng ta rồi. Trên thực ra cái này tôi cũng không có thay đổi các bạn, thì chúng tôi vẫn khuyên là các bạn là sáng là dậy là đánh răng buổi sáng luôn, còn tối thì nên là đánh chuẩn là nên là đánh răng trước khi đi ngủ, trước khi tức là sau ăn rồi, là để đảm bảo cho bảo vệ cái men răng. Ngoài ra ấy, đây là về cái thời điểm đánh răng và số lần đánh răng. Ngoài ra chúng ta phải để ý hơn nữa là cái việc là lựa chọn bàn chải làm sao cho cái đầu nó phù hợp. Đầu phù hợp là đi được tất cả các bề mặt răng. Có rất nhiều các hãng bàn chải trên thế giới người ta đã đưa ra những nghiên cứu về các cách sắp xếp thứ tự lông bàn chải. Thế nhưng thực sự là mình nghĩ là chúng ta không cần quá đi sâu vào những vấn đề đó, mà mình chỉ khuyên rằng các bạn nên đánh răng bàn chải nó tốt cho men răng, tức là bàn chải lông mềm và nó có cái kích thước phù hợp đi vào tất cả các bề mặt răng. Đấy, bề mặt răng là mặt nhai này, mặt ngoài, mặt ngoài là các bạn hay đánh là để đảm bảo thẩm mỹ, để các bạn nhìn thấy các bạn hay đánh. Nhưng có những cái mặt như mặt trong cái phần răng hàm là các bạn không đánh, rồi mặt trong cái phần răng cửa dưới là các bạn thường không đánh, hay là mặt trong các răng hàm trên là ít khi các bạn đánh vì nó không ảnh thẩm mỹ. Đấy, nhưng là bác sĩ Sơn là khuyên là các bạn nên đánh tất cả các bề mặt răng, ngăn ngừa cái việc hình thành cao răng màng bám. Đây là việc lựa chọn bàn chải và khuyến cáo là nên 3 tháng chúng ta nên thay đổi bàn chải một lần. Chúng ta không nên tiếc gì cái việc đó, một chi phí cho một cái bàn chải là nó cũng không quá là đắt đỏ. Sau khi mà chúng ta đánh răng xong thì nó rất là ẩm ướt, thì thực sự là chúng ta nên để bàn chải ở những cái nơi mà nó khô ráo thoáng mát, chứ không nó cứ ẩm ướt cả ngày thì rất là nhiều vi khuẩn nó tồn tại phát triển thì lại thành ra là không tốt cho răng miệng, lại đưa thêm vi khuẩn có hại vào trong khoang miệng. Ngoài ra chúng ta cái loại kem đánh răng, nếu mà các bạn mà có một cái cơ địa mà nhạy cảm men răng nó ê buốt hoặc lợi nó cũng không tốt thì mình nên lựa chọn những kem đánh răng tốt cho lợi, những kem đánh răng tốt cho cái tái khoáng hóa men răng chống ê buốt, chứ chúng ta đừng nên chọn những loại kem đánh răng nó trắng sáng. Hoặc là chúng ta phối hợp các loại kem đánh răng, ví dụ 2 tháng dùng kem đánh răng này thì 2 tháng sau dùng kem đánh răng khác. Đó, nếu mà chúng ta cứ ham hố vào cái việc là dùng những cái kem đánh răng mà trắng sáng thì có thể là làm tổn hại cái bề mặt răng. Nếu chúng ta muốn làm sáng răng hay qua nhà sĩ sẽ có những cái phương pháp làm trắng nó khoa học hơn, nó an toàn cho men răng của bạn hơn.
Cái thứ hai mà mình nghĩ rằng là rất quan trọng trong cái quá trình mà vệ sinh răng miệng, dùng bàn chải kẽ hoặc là chì tơ nha khoa. Vì sao mình thấy cái việc này rất là quan trọng? Vì thực ra tỷ lệ chúng ta sâu răng ấy, mà ở vị trí sâu răng mà nó nguy hiểm ấy, thì nó thường là ở mặt bên, và cả rác thức ăn cái thứ nó hay ở mặt bên, chứ nó lại không ở mặt răng. Mặt răng mà chúng ta có bị vấn đề gì chúng ta hàn rất là ok, miếng hàn tồn tại rất lâu, nhưng những cái mối hàn ở mặt bên là cái thời gian tồn tại nó không được lâu bền, rồi tổn thương ở vùng nha chu, vùng kẽ. Thế thì vì sao lại vậy? Thì thực sự trong một cái khóa học mà mình đi học về chuyên về cái việc vệ sinh răng miệng này, thì ông thầy ông có nói là ông có đưa ra một cái ví dụ rất hay mà mình cứ nhớ mãi, là ví dụ về một cái hòn đá ở dưới cái thác nước. Thì ông bảo là hòn đá này là suốt ngày được cái thác nước chảy một cái động tác với cái tốc độ rất là mạnh, xối liên tục vào cái tảng đá đấy. Thế nhưng mà nếu các bạn đi lên thì chắc chắn là trơn trượt và ngã, vì rất là nhiều rêu rồi những cái bẩn ở trên đó, trên cái miếng đá đó. Là vì sao lại suốt ngày được nước dội như vậy mà cái tảng đá rất bẩn, đúng không? Bởi vì là rõ ràng nó giống như vậy, là chúng ta mới suy ra rằng là răng chúng ta cũng vậy, cũng như cái tảng đá. Hàng ngày chúng ta đánh răng, hàng ngày chúng ta súc miệng, nhưng cái phần kẽ chúng ta không đụng vào được, không động hề động đến. Vậy thì rõ ràng là cái màng biofilm, người ta cũng thật, người ta màng biofilm nó không hề được lấy đi, không lấy đi thì nó lại tạo điều kiện tích tụ vi khuẩn, tích tụ những cái màng tiếp theo, màng biofilm tiếp theo bám lên đó, mà nơi đó chính là nơi vi khuẩn nó nở. Vậy thì trong một cái động tác quan trọng nữa mà trong vệ sinh miệng, đó là chúng ta nên có những cái động tác cơ học, đó là dùng bàn chải kẽ rồi dùng chì tơ qua lấy qua tất cả kẽ răng. Để làm gì? Để làm nhám cái bề mặt đi một chút, sau đó thì chúng ta mới súc miệng. Thậm chí là nếu mà kỹ hơn là chúng ta dùng tăm nước thì nó mới sạch sẽ được cái vùng kẽ. Vậy là cái việc vệ sinh vùng kẽ rất là quan trọng với chì tơ nha khoa hoặc là bàn chải kẽ. Đấy, vậy là trên đây đó, chị Sơn vừa chia sẻ hai cái phần rất quan trọng trong cái vệ sinh răng miệng, để các bạn làm sao nó đơn giản thôi mà nó hiệu quả. Nhưng chú ý là những cái điểm chú ý, đó là dùng chì tơ nha khoa để vệ sinh vùng kẽ, và dùng bàn chải kẽ để vệ sinh vùng kẽ. Tuyệt đối là không dùng tăm các bạn nhé, tuyệt đối dùng tăm. Vì sao lại dùng tăm là không được? Tăm thường nó đầu cứng, cái hướng cái tăm đi vào thì thường nó không sẽ không lách qua được những cái vùng kẽ của hai răng. Nếu lách qua được thì nó sẽ làm thưa cái hai kẽ răng ra, đúng không? Thậm chí là đâm chọc vào của mô lợi, mô nha chu, mô lợi, thậm chí là còn đưa cái thức ăn, miếng thức ăn đi sâu hơn vào lợi, nó còn thậm chí nó làm tình trạng viêm lợi còn nặng hơn, đúng không? Rồi thậm chí là cái đầu tăm này được tẩm hóa chất, là thay vì là chúng ta lấy được bỏ đi được những cái thức ăn, thì lại đưa thêm những cái thành phần độc hại vào trong cái mô lợi, lại gây viêm lợi rồi lại gây tụt lợi. Đấy, cho nên là chúng ta vệ sinh vùng kẽ nhưng chúng ta phải dùng chì tơ hoặc là chúng ta dùng bàn chải kẽ, đúng không? Như trong túi bác sĩ Sơn là lúc nào trong cặp lúc nào cũng có một cái cuộn chì tơ nha khoa. Mà cách dùng chì tơ nha khoa thì các bạn có thể hoàn toàn tự xem trên mạng, rất đơn giản thôi. Đấy, thì ở trên đây là một cái đoạn video bác sĩ Sơn đã chia sẻ làm sao vệ sinh răng miệng nó đơn giản và nó hiệu quả. Hy vọng nó hữu ích cho các bạn. Và các bạn hãy bấm like và bấm share để bác sĩ Sơn có những cái video khác nó hiệu quả, nó mang lại giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.